Nhờ bạn mình tìm nước kiềm uống mà đờ lắm, ở hơi đầy hơi ối ra nước chua loét. Mình chỉ uống nước kiềm thôi mà khỏe hẳn ra. Thật nha các bạn. trong những cái clip trước mà tôi hướng dẫn các anh chị cách ăn uống lại sao mà cho nó hết bệnh bao tử á, về trào ngược, về HB, về viêm loét luôn nha. Trừ khi loét nặng quá thôi, nó muốn thủng thôi thì chúng ta nên đi bệnh viện. Còn về những cái viêm loét bình thường thì tôi nghĩ là không cần thiết, chúng ta phải uống thuốc. Thì có rất nhiều phản hồi như thế này, đó là các bạn áp dụng cái cách mà mình chỉ á, thì nhiều khi chỉ cần uống nước kiềm thôi các bạn cũng hết bệnh. Tuy nhiên là tôi cũng nhấn mạnh lại, đó là trị bao tử không phải là chúng ta đi uống nước kiềm, mà chúng ta ăn uống làm sao để cân bằng axit và kiềm. Và trong cái thời gian trị bệnh thì chúng ta ăn thiên về kiềm để mà trị cái bệnh đó. Nên là không nhất thiết chúng ta phải uống nước kiềm, chúng ta cũng có thể ăn những cái đồ thực phẩm về kiềm, về ví dụ khoai lang, hoặc là về uống ngũ cốc, hoặc là ăn những loại rau quả xanh, hoặc là ăn trái cây. Nhưng mà phải biết cách ăn nha, tùy viêm loét hay là tùy trào ngược nữa. Thì tôi cũng đã hướng dẫn cho anh chị một cái file, các anh chị nhắn là tôi gửi cho anh chị cái file đó rồi. Thì có rất nhiều những chuyên gia bên Tây y hay là những bác sĩ Tây y họ không đồng ý, và đối với họ rằng trị bệnh là phải uống thuốc. Uống thuốc Tây rất là nhiều, và họ nói rằng những cái tác dụng phụ, những cái tác hại của cái việc mà uống nước kiềm sau này nó sẽ gây tinh tiết axit. Thì đúng thiệt nha, tinh tiết là có gây tinh tiết, nhưng mà đó là khi mà chúng ta không biết cách dùng, chúng ta dùng sai thời điểm. Đang ăn cơm mà chúng ta uống vô nhiều thì bắt buộc là bao tử mình phải tinh tiết axit để mà tiêu hóa thức ăn, để mà nó kéo cái độ pH xuống mới tiêu hóa được, thì kiểu như vậy. Đó là do chúng ta không biết cách dùng là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cứ đồng ý là cho nó sẽ có tác dụng phụ như vậy, nhưng mà nó không đủ tuổi so với những cái tác hại mà thuốc Tây nó mang đến. Chắc chắn luôn, các bạn biết là khi mà tôi tư vấn cho rất nhiều bạn rồi, những bạn đó bị bệnh hội chứng ruột kích thích, thì tôi hỏi là tại sao, tôi hỏi hồi trước là có uống trị bao tử, có uống kháng sinh rồi gì không, trị HB rồi đó, thì nói có uống nhiều lắm, uống lâu lắm. Mà tôi nói đó, cái đó là bác sĩ là tự ái, họ nói rằng là trời ơi uống kháng sinh mà làm gì gây hội chứng ruột kích thích. Có hay không thì chúng ta chỉ cần mua men vi sinh về chúng ta uống lại, chúng ta coi thử là cái bệnh hội chứng ruột kích thích nó có đỡ hay không là chúng ta biết có đỡ đúng không, tại vì kháng sinh nó làm mất lợi khuẩn của chúng ta và men vi sinh nó bổ sung lợi khuẩn thì cái bệnh đó nó đỡ. Nhưng mà đâu phải, nhưng mà bỏ uống thì nó lại bị lại, rất là khổ ở chỗ đó. Có những bạn một ngày đi vệ sinh mười mấy 20 lần, mà một lần đi cũng rất là lâu nha. Tôi biết các bạn khổ và các bạn stress như thế nào luôn, cũng nhờ thuốc Tây đấy. Nên là nếu mà cái nói nước kiềm nó gây tác dụng phụ thì còn lâu nó mới bằng được cái tác dụng phụ của thuốc Tây mang đến nha. Nên là những cái bác sĩ các bạn phải hiểu là chương trình học của họ đa số là học về điều trị triệu chứng, họ rất ít được học về dinh dưỡng. Có những cái bác sĩ, những bạn sinh viên mình năm tư bên đại học y ấy, nhắn tin qua nhờ mình tư vấn về tăng cân này kia, thì mình hỏi bạn đó là ủa bây giờ năm tư rồi mà vẫn chưa được học về dinh dưỡng hả? Thì bạn đã nói em chưa được học gì hết, anh ơi, toàn học về những cái thuốc men điều trị này kia không ạ. Đó, các bạn thấy chưa, bệnh do ăn uống chúng ta nên nghiên cứu về ăn uống, chứ đừng có bệnh sơ hở là đi tìm thuốc nha, mãi yêu hang. Minh Trí đồng hành cùng bạn tăng cân an lành.